bây giờ hãy vui vẻ mà trả tận hết sức mà trả và bên cạnh đó tha thiết tha thiết à, bạch các ngài con sẽ nỗ lực hết sức con mệt mỏi với luân hồi sanh tử rồi con biết là nghiệp lực con rất là nặng tuy nhiên là con muốn về nhà con thật sự muốn về nhà trong kiếp này và con sẽ làm hết sức có thể để được về nhà nếu khi tới giờ con về nhà mà vẫn còn nghiệp lực thì xin hãy xin cha hãy dùng tha lực để à, gọi là những nghiệp lực này hoan hỷ cho con đi để con có thể thành phật để về cứu đầu họ vì nhiều lúc nghiệp mình quá nặng mà đường tu của mình thì mới có một chút thôi tuy nhiên là à, huệ mạng của mình đã hết nhưng nhờ cái tâm của mình mà các ngài dùng tha lực để cứu mình các vị hiểu chỗ nào không ạ à? nhờ tâm của mình có thay vì mình còn phải tu cả đời tinh tấn tới tám chín chục tuổi nhưng cái quệ mạng của mình nó đã dứt ở vâng nói thí dụ đi 60 tuổi thì mình mới có tu dài năm thôi. Nghiệp lực mình còn rất rất là nhiều luôn, chưa có giải được nhiều đâu, có thể một chút nào đó. Nhưng nhờ cái tâm tha thiết, tha thiết cầu vãng sanh, tâm mình cực kỳ quan trọng. Tha thiết mong các ngài cầu khẩn các ngài mỗi ngày mỗi ngày, con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi, con biết nghiệp lực con cực khủng luôn. Và con con muốn trả nợ cho họ tuy nhiên đời này con không thể thì nếu uh, mà quệ mạng con hết rồi thì xin các ngài đưa con đi về với các ngài để con tiếp tục hành trình tu tập thành Phật của con để con có thể trở về cứu họ cứu tất cả họ và tha thiết với, với các ngài vì tâm chúng ta tâm sám hối tâm chúng ta tâm à, bồ đề tâm chúng ta tâm vì chúng sanh tâm chúng ta hoan hỷ với những món nợ chúng ta đã từng gây ra và tâm chúng ta vì họ để tu thì những cái tâm này sẽ các ngài sẽ để tâm đến và dùng tha lực để có thể hỗ trợ chúng ta trên bước đường về nhà của chúng ta và một cái nữa mong muốn nhắc nhở tất cả nhà của chúng ta là hãy tin tuyệt đối là các ngài luôn bên chúng ta tin tuyệt đối điều đó các vị nhé, tin đi nhé. À, vì vẫn biết là ngài có thể phân thân nhiều 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 lắm luôn ở bên cạnh chúng ta, và chỉ cần chúng ta gọi điện thoại bằng cách là a di đà phật, chúng ta chỉ cần cất lên tiếng a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật là điện thoại trên đó lập tức có sóng liền, bắt điện thoại liền. Con cần gì? Ha, cho nên là còn cần gì thì con cứ nói <laughs> nhá cho nên là có các vị ơi giúp vân tin cái chỗ này đi nhá con cần gì thì mình cần gì đó thì mình cứ nói các ngài à, cái quan trọng là ta muốn gì ta muốn gì ta nói chuyện với các ngài ta muốn gì ta muốn lợi lạc cho bản thân ta thôi hay là ta muốn lợi lạc cho chúng sanh cho oán gia chế chủ cho củ quyền cho ngoài kia xã hội hai cái nó khác nhau. Tại sao có người nói cầu hoài mà không có được, tu hoài mà Phật không có chứng, không có cái gì màu nhiệm hết, bởi vì chỉ có lo mình thôi, không có lo cho ai khác, hết lo mình và gia đình mình thôi. Thì coi chừng cái đó không có cùng tâm của các ngài. Còn bây giờ mình đang mặc dù thời gian công phu mình không có nhiều, mặc dù mình không có uh, gọi là tu tập giống như người ta được. Tuy nhiên mình có cái tâm rất lớn Rất lớn và cái tâm này là các ngài sẽ chứng cho cái tâm này Giúp Vân hiểu chỗ này nhé Để chúng ta sẽ phát tâm bồ đề rộng mở Rộng mở lớn Giống như Vân nói là một tháng nay Vân có rất là nhiều thử thách Nhiều lắm các vị Và tưởng dừng như mình không thể vượt qua được Hôm qua cũng vậy <laughs> Hôm qua cũng vậy Cái thử thách mà nó giật mình tê tu tê tả không còn năng lượng luôn à, nhưng mà chuyện gì xảy ra <laughs> Vân nói cha ơi chỉ có cha mới có thể nhúng tay vào được thôi bây giờ còn hết cách rồi và chỉ có cha mới có thể cho con giải pháp trong cái vấn đề này thôi bây giờ bằng cách nào con có thể vượt qua cái thử thách này xong lúc mà vẫn làm cái giải pháp thì anh xã vẫn ngồi gì nè không biết ông lẩm bẩm cái gì <laughs> không biết ông lẩm bẩm cái gì mình đang xử cái vấn đề giải giải quyết cái vấn đề ông <laughs> xong rồi xong rồi cái vấn giải quyết xong rồi một cách rất là bất ngờ một cách rất là nhẹ nhàng luôn các vị nhẹ nhàng mà bất ngờ trong khi hôm qua nó vần nó dần vân cả ngày cái vấn đề nó dần cả ngày luôn mà không có đường thoát ra luôn không có một cái chút gì gọi là đường binh hết, xong sáng sáng cái bạch các ngài dân đề của con dạy dạy vậy đó, bây giờ con tha thiết mong các ngài dẫn đường chỉ lối cho con để con có thể giải quyết được vấn đề. Cuối cùng thì vấn đề được giải quyết một cách rất là nhẹ nhàng các vị trong khi hôm qua mình không cách nào để thoát ra, không biết cách nào để giải quyết và xong cái anh xã vân anh mừng anh nhảy tưng tưng vân nó cảm ơn anh nhờ anh cầu nguyện mà em thoát khỏi nạn <laughs> không biết ông cầu gì nhưng mà mình nói nói vậy thôi chị mình mình làm nhưng mà cũng cảm ơn ông đưa ông tới đỉnh đi cho lần sau không có chuyện ông ngon cầu nguyện nguyên cầu cái gì nhưng mà đại khái là nếu quý vị tin một đấng nào đó có thể hỗ trợ mình thì chắc chắn sẽ niềm tin đó sẽ thành à, gọi là niềm tin đó đặt vào chỗ nào đó mà dùng hết lực để tin để cầu nguyện thì chắc chắn các vị sẽ đạt được. tuy nhiên cầu nguyện hãy nhớ với mục đích gì? mục đích gì? mục đích cho mình hay mục đích cho xã hội ngoài kia hai cái nó khác nhau. và các ngài không phải là ai cũng các ngài cũng có thể nhúng vào các ngài xem xét coi cái việc này à, có phải ta đồng tâm các ngài không? À, muốn làm việc này gì chúng sanh vì xã hội lợi lạc cho sau này không và à, Dĩ nhiên là các ngài nghe hết và biết hết không có thể giấu giếm gì hết cho nên những gì chúng ta cầu nguyện những gì chúng ta tâm sự với các ngài đồng phải đồng tâm các ngài nguyện đồng nguyện các ngài thì chúng ta mới có thể được cảm ứng một cách à, gọi là suôn sẻ hơn là chúng ta cầu nguyện cho bản thân chúng ta và gia đình chúng ta không nói chung là cá nhân các vị hiểu thế nào ạ à, cho nên hãy nhớ các ngài luôn bên chúng ta các vị nhé hãy tâm sự đi nhé gọi điện thoại cho các ngài đi nhé cứ a di -đà phật a di đà phật a di đà phật con cần cái gì đó <laughs> con muốn cái gì đó <laughs> chấm 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 rồi bây giờ tới thời công phu rồi và các ngài à, nguyện cho các ngài dẫn đường chỉ lối cho con để con có cái giải pháp trong vấn đề mà con đang gặp phải À, và có Phật pháp là có giải pháp. Và điện thoại bên kia nói sao? Ok. <laughs> Ta nghe rồi con nha. Ok. <laughs> này, quý vị giúp Vân nha, tin các ngài giúp Vân nha và tin mình có thể làm được nha.